thích cái mẫu ngoạn này bởi vì nó rất là bồng bềnh, trẻ trung, cá tính. Các chị nào mà thích chất chơi, thích cá tính mà không thích thả tóc thì các chị chọn mẫu này cực kỳ là xinh. Các chị mặc đầm cũng đẹp, mặc short cũng đẹp, hay mặc các bộ thể thao chẳng hạn, hoặc là các chị đi chơi, đi làm công sở, hay là đi chơi, đi tối đi party, đi sàn đều dùng cái mẫu tóc này, cực kỳ xinh các chị nhá. Đấy, lọn rất là phù đẹp. Mẫu tóc này thì là em làm mẫu tóc dài khoảng tầm ngang ngực, nhưng các chị nào mà muốn ngắn thì các chị cũng có thể tỉa ngắn đi. Hiện nay em có 4 màu nha các chị nhá. Trên đầu em đang cài là màu nâu sô cô la rẻ, còn đây là em có cả màu đen nâu này, đen nâu nhá. Thêm nữa là màu nâu vàng, màu này là màu nâu vàng ạ, màu nâu vàng. Và em còn có thêm cả màu nâu vàng sáng. Em để hai tông màu nâu vàng để cho các chị xem nhá. Màu nâu vàng này, màu nâu vàng sáng, màu nâu sô cô la hạt rẻ, và thêm nữa là màu đen nâu. 4 màu các chị nhá. Các chị xem các chị thích màu nào thì hãy chọn màu đó. Và các chị nhớ rằng không cần khớp màu tóc nhá. Mình thích màu gì mình cài màu đó, chỉ cần mình thích, mình cảm thấy trẻ trung, xinh đẹp là đẹp là được nhá. Ok các chị nhá. Đấy, cách cài thì rất là đơn giản thôi. Đấy, rất là đơn giản, các chị chỉ cần nhìn em nặng cài một lần các chị biết nè. Ấn tay mở ngoặc, bên trong nó có một cái cặp gấp nhá. Bên trong có một cái cặp gấp cực kỳ là chặt. Tóc mình chỉ cần là cuột nhẹ lên, sau đó các chị nhìn này, chỉ ấn tay mở ngoặc này. Đấy, sau đó là mình sẽ cài lên, nhanh không? Xong rồi. 1 phút thôi mình đã có một bộ tóc thật xinh đẹp để mình đi chơi, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ cá tính. Nhớ nhắn tin cho em theo số điện thoại Zalo là 0386421890, hoặc nhắn tin vào Messenger, Facebook Tóc Giả Lan. Em sẽ tư vấn cho các chị một màu tóc hoặc là mẫu tóc nào phù hợp nhất với các chị nhé. Nhanh tay nhá, em không còn nhiều hàng đâu. Nhớ nhắn tin ngay nhé các chị nhé.